Đây, xin chào tất cả anh em nhá. Đây là cái cây lộc vừng mà cách đây 2 tháng thì tôi cũng có uốn định hình cho nó đây anh em này. Đây, hôm nay cành nó cũng gọi là ổn định một xíu thôi. Thì tôi sẽ thu hết xuống hết lá để cho nó bật mầm ra để uốn đợt 2 anh em ạ. Đây, cái cây này thì nó cũng giống như là một cái kiểu như một cái người đang múa anh em ạ. Rất điệu. Thì trước tiên làm cái cây này tôi sẽ cập nhật lại cái hình ảnh mà cách đây 2 tháng của nó anh em xem nhé. Giờ thì tôi sẽ xuống lá và thu một số cành này để cho nó bật mầm mới anh em ạ. Cái lộc vừng này thì lá nó già này thì mình bấm lại thì nó bật lộc rất là nhanh anh em ạ. Và mình làm rất là nhanh thành cây.